Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành đã đến dự và buổi lễ trao giải thưởng bế mạc giải bóng đá Quốc tế Hùng tỉnh Hà Giang mở rộng năm 2019. Và xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của bốn đội bóng, các đồng chí huấn luyện viên cùng toàn thể các vận động viên đã đến tham dự giải.